Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực rừng Mã Đà. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tham quan rừng Mã Đà và chiến khu D. Trước mặt hình quý các bạn là ngã ba Bà Hào. Từ đây chúng ta đi thẳng khoảng 15 km nữa thì sẽ đến chiến khu D. Đến đây thì có hai điểm để quý các bạn chúng ta tham quan. Thứ nhất là hồ Bà Hào và thứ hai là chiến khu D. Khu vực rừng Mã Đà là thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa là 50 km và thành phố Hồ Chí Minh là 80 km. Mã Đà sở hữu cho mình một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, được mệnh danh là lá phổi xanh của miền Đông Nam Bộ. Con đường đi vào bên trong khu chiến khu D khoảng 15 km thì quý bạn thấy là hai bên là cánh rừng với những tán cây rất là cao. Rừng Mã Đà còn là nơi cư trú của rất là nhiều động thực vật hoang dã. Tại đây du khách có thể tận mắt chứng kiến thế giới tự nhiên. Lâu lâu thì quý bạn có thể quan sát thấy có khỉ, nhiều khi có cả bò tót nếu như quý bạn đi vào giấc buổi chiều. Thời điểm tham quan rừng đẹp nhất là vào tháng 2 đến tháng 3. Đến đây ngoài phong cảnh thiên nhiên, chúng ta còn bắt gặp được rất là nhiều điều thú vị, như ở đây có những con suối rất là mát và đặc biệt là nơi đây có rất là nhiều loài bướm. Bướm ở đây thì có nhiều chủng loại và đặc biệt là loại bướm màu xanh đen rất là đẹp quý vị. Dòng suối ở đây thì trong mát. Vào trong đây mà quý các bạn thấy những cảnh như thế này thì chúng ta tha hồ đổi hoa bắt bướm. Nơi đây còn có rất là nhiều những cánh rừng nguyên sinh và những tán cây rất là cao. Có một số cây đã được sáng tác bài hát, chẳng hạn như cây cơ nia cũng có tại vùng đất Mã Đà này. Rừng Mã Đà có diện tích là hơn 100.000 hecta, trong đó rừng và đất rừng là 67.903 hecta, hồ Trị An là 32.400 hecta. Ngày 29 tháng 6 năm 2011, được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 580 trên thế giới. Đến đây thì quý vị và chúng ta sẽ được tham quan 3 khu di tích. Thứ nhất là căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thứ hai là địa đạo Suối Linh và thứ ba là căn cứ ủy miền Đông Nam Bộ.
Đây là cái cột căn cứ khu ủy miền Đông Nam Bộ từ năm 1961 đến năm 1975. Hướng đi này được lập vào tháng 2 năm 2021. Đây có cây đa họ Dâu Tằm do đồng chí Lê Hồng Phương, Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trồng năm 2011. Đây là cây đa do đồng chí Lê Khả Phiêu trồng năm 2010. Và có một điểm rất là thú vị khi các bạn đặt chân đến rừng Mã Đà. Ở đây có mùi lá cây tự nhiên đặc trưng và sự mát mẻ của rừng cây bạt ngàn sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được những áp lực của cuộc sống thường ngày. Đây quý các bạn nhìn thấy có những cái cây hình thù rất là độc đáo và nhìn rất là lạ. Ở đây có một cái cây cũng rất là lạ quý vị, đó là cây mây. Đây có những cái trái mây và đọt mây ăn rất là ngon. Đọt mây thì chúng ta làm gỏi và trái mây thì ăn có vị chát chát. Phần cây mây thì quý các bạn chúng ta thấy ngày xưa thì người ta hay làm những cái ghế đan từ cây mây này. Đến đây mà quý các bạn nào không có nhà thì có thể tá túc tại ngôi nhà hoang này. Đây là ngôi nhà hoang được mệnh danh là vườn không nhà trống. Và ở trong rừng này có một cái trái cây cũng rất là lạ quý vị. Đó chính là trái cức quả. Nhìn rất là giống như trái bình bát. Đây là một loại họ của bình bát. Cức quả thì có hai loại, một loại tròn và một loại dài. Nhìn rất giống như trái bình bát. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.